Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong Lộc, nay thuộc xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình quan lại có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời ở tại Việt Nam. Vào thế kỷ 17, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đã cải đạo cho dòng họ của ông, nên tên thánh của ông là Gioan Bautista. Cha của ông là Ngô Đình Khả và mẹ của ông là Phạm Thị Thân, quê quán ở làng Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngày nay. Ngô Đình Khả từng làm quan võ từ triều Đồng Khánh. Theo Nguyễn Thân, một người hợp tác với chính phủ liên bang Đông Dương thuộc Pháp, đàn áp các phong trào chống Pháp như nhóm Văn Thân của ngự sử Phan Đình Phùng ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Khả từng làm tới thượng thư triều đình nhà Nguyễn kiêm phụ đạo đại thần và cũng là cố vấn của vua Thành Thái. Ngô Đình Diệm là người con thứ tư trong gia đình 9 anh chị em. Anh đầu là Ngô Đình Khôi thứ nhất, chị Ngô Đình Thị Giao thứ hai, Ngô Đình Thục thứ ba. Năm người em là Ngô Đình Thị Hiệp, mẹ của Hồng Y, Francisco, Xavier, Nguyễn Văn Thuận, Ngô Đình Thị Hoàng, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện, Ngô Đình Khôi làm tổng đốc Quảng Nam, còn Ngô Đình Thục một thời làm tổng giám mục. Trong văn hóa tâm linh xưa kia của người Việt, chọn đất làm nhà, đặt mộ là việc hệ trọng. Về mặt địa lý, tức phong thủy âm trạch, đều coi trọng bốn nhân tố: long mạch, huyệt mạch, sa mạch, thủy mạch, gọi tắt là long, huyệt, sa, thủy. Về hình thức, cần đủ bốn điều kiện của một mảnh đất tốt đối với người chết, đó là long chân, huyệt đích, sa tú, thủy bao. Nếu an táng chọn sai, chọn nhầm vào mảnh đất giữ, khiến cho người chết không yên, người sống cũng long đong vất vưởng, gặp nhiều tai họa. Vì vậy, an táng là việc rất hệ trọng của đời người. Theo phong thủy xưa, huyệt mộ không lấp mà tự đầy, tức là được thiên tạo, con cháu không phát vương thì cũng được danh vọng quý. Điều này đã ứng với dòng họ nhà Nguyễn, thời Nguyễn Kim, và trước đó là thân phụ Lý Thái Tổ. Trường hợp này còn gọi là mộ kết. Nếu đào lên thấy đất ở đó óng ánh ngũ sắc thì phải hoàn nguyên ngay. Nếu cứ đào thì sẽ bị đứt long mạch, hoặc ngôi mộ nào được mối kiến đùn lên hoặc tự cao lên cũng có thể được gọi là thiên tạo. Gia đình nhà ông Ngô Đình Diệm có một ngôi mộ của ông nội là mộ kết thiên táng, nhưng gia đình không có ai chăm lo nên đã ba lần động mả khiến gia đình nhà Ngô Đình Diệm người lụi bại, người bỏ mạng. Hơn nữa, thời cha của Ngô Đình Diệm lại từng quật mộ gia tộc Phan Đình Phùng, nên cái chết của anh em Ngô Đình Diệm hôm nay cũng có thể là do nhân quả báo ứng. Ông nội của Tổng đốc Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Dinh, có sách chép là Ngô Đình Niệm. Ông Dinh quê gốc ở đâu không rõ, cuối thế kỷ 19, đời vua Tự Đức di cư tới làng Đợi, tức làng An Xá, Tổng Đại Phong, huyện Phong Lộc, sau đổi thành huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sống bằng nghề làm mướn. Vợ chết sớm, chỉ có một bé trai 6 tuổi. Trong một cơn bệnh, ông qua đời, làng đưa đi an táng tại Bến Đẻ, một vùng núi ngược dòng Kiến Giang, cách làng Đợi 3 km. Vì là dân ngụ cư, không thân thuộc lại nghèo, nên việc mai táng đơn sơ, dân đinh chèo thuyền đưa thi hài ông đến Bến Đẻ, thì trời đã về chiều. Đang khiêng thi hài vào núi thì có tiếng hổ, dân đinh đào vội một huyệt cạnh đường, đặt thi hài lấp đất rồi chạy. Hôm sau họ trở lại muốn sửa sang ngôi mộ thì lạ thay, nấm đất chiều hôm trước lấp qua loa, này đã hóa thành một mả mối đùn to như cái gò. Người đời hay tin đều cho là mả thiên táng. Về phương diện phong thủy, ngôi mộ kể trên đã vào vị trí trung điểm của núi sông Lệ Thủy như sau. Phía nam có núi An Mã dẫn về Bến Chấm, Bến Đẻ. Phía tây có núi Đầu Mâu hướng về biển Hạc Hải. Phía đông bắc long mạch theo sông Kiến Giang lên Chóc Vực. Ngôi mộ được kết phát nhưng không có người viếng thăm. Ngược trở về lịch sử tiên tổ nhà Nguyễn, tương truyền Nguyễn Kim chết, thi hài được đưa về táng tại núi Triệu Tường, Hà Trung, Thanh Hóa. Khi đặt quan tài xuống huyệt thì trời nổi cơn sấm sét, mưa gió ầm ầm. Miệng huyệt cứ từ từ khép lại, mọi người kinh hãi bỏ chạy. Khi trời quang mây tạnh thì nơi đặt quan tài cũ đã thành một triền núi đá trùng điệp, cây cối tốt tươi. Từ đó núi có tên là Thiên Tôn. Cho nên sau này mỗi dịp tế bái Triệu Tổ, các vua nhà Nguyễn chỉ làm lễ bái vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa, đứng dưới chân núi mà bái vọng lên. Huyền thoại đã đi vào rồi hằn đậm trong tâm trí mỗi vua nhà Nguyễn, để rồi trở thành một tập quán, một nguyên tắc.
lại có một giai thoại từ xa xưa. Vào khoảng năm 1530 dưới triều đại nhà Mạc, vua Mạc Đăng Dung khi sai thầy địa lý về xem thế đất ở Đại Phong thì thầy phán rằng đất này cực vượng, với hình thế đất có dáng chim phượng hoàng, biểu hiện của đất Vát Đế Vương. Mặt khác, ở triều nhà Mạc lúc này có 4 vị quan đầu triều thì có tới 3 ông là người tổng Đại Phong. Nếu không sớm chấn yểm vùng này thì rất có nguy cơ là những người này sẽ lấn át cả triều đình. Mạc Đăng Dung nghe xong cũng hoảng, liền cho đào một con mương cạn dài từ mũi viết để mổ diều cho Phượng Hoàng chết. Đến thời nhà Lê, thầy địa lý lại phán Phụng bị nhà Mạc mổ diều nhưng chưa chết, đình Đại Phong dựng nơi đầu Phụng nên làng này vẫn có khí đế vương. Đất ấy từ xưa đến nay đã có nhiều quan to văn võ. Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người sinh ra ở vùng quê Lộc Thủy, nằm trong vùng Cánh Phượng. Đến khi đại tướng mất đã chọn nơi an táng là Vũng Chùa Đảo Yến, nằm cách đèo ngang, ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh khoảng 7 km. Người dân địa phương từ lâu vẫn gọi đây là thế đất rồng cuộn hổ ngồi, nơi dãy Hoành Sơn đâm từ dãy Trường Sơn ra biển lớn. Địa điểm an táng đại tướng là lưng chừng triền núi phía nam Mũi Rồng, cách ngọn Mũi Rồng khoảng 1 km. Huyệt đất quay về hướng nam, về phía bắc núi Vũng Chùa dựa vào dãy núi lớn cao trên 700 m. Phía tây, núi Xú kéo dài như một tay ngai, cao 136 mét. Phía đông, như con hổ lớn ở vị trí Bạch Hổ. Dãy Mũi Rồng như một cánh tay dài, như một con rồng lớn chạy ra biển ở vị trí Thanh Long. Từ trên huyệt mộ nhìn xuống sẽ thấu cả một vùng biển rộng, có dòng hải lưu chảy từ hướng tây sang phía Mũi Rồng. Qua khoảng biển rộng khoảng 400 mét là đảo Yến, gồm hai ngọn như chiếc bình phong chắn gió ở vị trí Chu Tước. Nhìn chung nơi chôn cất đại tướng Võ Nguyên Giáp là huyệt Đại Cát, ứng vào câu tất phát khoa giáp, định rất phát, đinh tài lưỡng vượng, phú quý miên trường, mọi người đều kính phục. Với những chiến công vì dân vì nước, huyệt mộ Đại Cát, đại tướng sẽ là một thiên tướng chấn giữ phía đông, ngăn trừ mọi ma quỷ, âm mưu xâm lấn, làm hại dân Việt, công đức kéo dài vạn vạn năm. Quay trở lại với những bí ẩn của gia đình Ngô Đình Diệm, thì ông nội của Ngô Đình Diệm như đã nhắc ở trên sinh ra ông Ngô Đình Khả. Ông Khả lớn lên 6 tuổi thì bố mất. Lúc này ông Khả được một linh mục ở giáo xứ Mỹ Phước nhận nuôi. Ông linh mục này thường được gọi với cái tên là Cha Lộc. Năm 1870, Ngô Đình Khả được gửi đi học tại Đại Chủng Viện, dòng Thừa Sai Paris ở đảo Penang, xứ Malaysia. Tại đây ông cũng được học cùng với ông Nguyễn Hữu Bài. Sau này con gái của ông Bài kết hôn với con trai trưởng của ông Khả là Ngô Đình Khôi, tức là người anh trên, ông Diệm. Ngô Đình Khả học xong thì về nước, dạy môn triết tại Đại Chủng Viện Huế. Lúc này ông Khả kết hôn với người vợ đầu tiên tên là Chữ. Có với nhau một người con trai là Ngô Đình Khôi thì bà Chữ mất. Ông Khả lấy người vợ thứ hai tên là Anna Phạm Thị Thân và sinh tiếp ra 7 người con là Ngô Đình Thị Giao, tục gọi là bà Thừa Tùng, Ngô Đình Diệm, ngày xưa còn có bí danh là Nguyễn Bá Trinh, Ngô Đình Thục, sau làm giám mục, Ngô Đình Thị Hiệp gọi là bà Ấm, Ngô Đình Thị Hoàng tục gọi là bà Lễ, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và cuối cùng là Ngô Đình Luyện. Ông Ngô Đình Khả được giữ chức An Phủ Sứ Quảng Bình vào năm 1885 với nhiệm vụ lo việc bình định nghĩa quân của phong trào Cần Vương. Tháng 6 năm 1895 được Nguyễn Thân chọn làm phụ tá trong chiến dịch tiễu trừ phong trào Cần Vương và quan ngự sử Phan Đình Phùng. Ông Khả làm phó tướng cho Nguyễn Thân đàn áp các sĩ phu, văn thân yêu nước, hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp của vua Hàm Nghi. Ngày 28 tháng 12 năm 1895, quan ngự sử Phan Đình Phùng từ trần. Theo các tài liệu của thực dân Pháp ghi lại, thì 10 ngày sau khi Phan Đình Phùng mất, quân của Nguyễn Thân đã bắt được một nghĩa quân cải trang thành dân thường đi mua lương thực. Bị tra tấn dã man, người lính ấy đã khai báo về cái chết của lãnh tụ Phan Đình Phùng và dẫn quân Nguyễn Thân đi tìm mộ. Nguyễn Thân lúc này đã sai Ngô Đình Khả đào mộ lên khám nghiệm, cho người nhận mặt, rồi đốt thi thể, lấy tro trộn vào thuốc súng bắn xuống dòng sông La trước sự chứng kiến của mọi người để thị uy. Trước đó vào khoảng năm 1894, bọn chúng đã khai quật mồ mả gia tộc họ Phùng ở làng Đông Thái và bắt giam hết thân quyến Phan Đình Phùng, nhưng không khuất phục được ông. Không những vậy, Ngô Đình Khả còn chịu trách nhiệm chính trong việc biến khu vực Đài Trấn Bình của triều Nguyễn thành nhà công giáo. Với thành tích trên, Nguyễn Thân được chính phủ Pháp tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng 3. Sau bị điên mà chết, Ngô Đình Khả được phong tước Thái Thường Tự Khanh chính tam phẩm và chức thương biện thuộc viện cơ mật.
Ông Ngô Đình Khả được coi là người biết cách giáo dục con cái nghiêm khắc, kết hợp niềm tin Thiên Chúa giáo với những giáo lý nho học. Tuy nhiên, cách giáo dục này đã không giúp cho các con của ông ta có được cuộc sống yên ổn sau này. Ông Ngô Đình Khả qua đời vào năm 1923 vì bị bệnh phổi. Bà Phạm Thị Thân qua đời tại Sài Gòn vào năm 1964, trước khi người con thứ 8 là Ngô Đình Cẩn bị giết hơn 3 tháng. Trưởng nam của dòng họ Ngô, Tổng đốc Ngô Đình Khôi và con trai của ông ta là Ngô Đình Huân thì bị chết năm 1945. Người con trai thứ 3 là Ngô Đình Diệm, sinh tại Huế thì từng được vua Bảo Đại bổ nhiệm chức thượng thư vào năm 1933. Người con thứ 7 Ngô Đình Nhu, tu học ở Paris, được coi là trầm tĩnh, ít nói, lạnh nhạt bên ngoài. Ngô Đình Nhu thì từng là cố vấn tối cao của Ngô Đình Diệm và đã bị quân đảo chính giết chết cùng với anh trai vào năm 1963. Người con trai út là Ngô Đình Luyện vốn là một kỹ sư, về sau đi làm đại sứ của chính quyền Sài Gòn khi các anh trai mình ở trên đỉnh cao của quyền lực. Được coi là người có tính tình cởi mở, bạn học của cựu Hoàng Bảo Đại. Lúc thất thế về hưu, ông Ngô Đình Luyện phải sống khá chật vật. Trên đây là toàn bộ con đường chính trị mà cha đẻ Ngô Đình Diệm đã trải qua. Đến đây chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu và phân tích về 3 lần ngôi mộ tổ thiên táng nhà ông Diệm bị động với những hậu quả tâm linh rất bí ẩn. Động bả kỳ thứ nhất là năm 1939. Vào khoảng những năm 1939, ở Đồng Hới có ông Paul Ngọc là nhà tư sản lúa gạo. Ông này đã mua vùng đất Ba Canh dưới chân An Mã để canh tác. Vùng Ba Canh này thực ra thì không phải vùng đất màu mỡ, vì vậy sản xuất lúa gạo gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, ông Ngọc đã cho đào mương dẫn thủy và thật không may sự việc này làm động long mạch khí tại vùng đất có mộ tổ nhà Ngô Đình Diệm. Mặc dù vẫn chưa làm xong việc thủy lợi này, nhưng liền đó Ngô Đình Diệm bị Bảo Đại cách chức thượng thư bộ lại, thu hồi tất cả phẩm vật, huy chương vì trái mệnh triều đình chống đối hoàng đế. Cùng với sự thất sủng của ông Diệm, ông Ngô Đình Khôi đang là Tổng đốc Quảng Nam bị viên phó toàn quyền gây khó. Động mả kỳ thứ hai là năm 1944. Vào năm 1944, nhà tư sản lúa gạo Paul Ngọc lại tiếp tục công trình thủy lợi giang dở như đã nói ở trên. Ông cho mời hẳn một kỹ sư canh nông giàu kinh nghiệm từ Nhật về để xử lý dứt điểm. Liên đó thì ông Ngô Đình Khôi lúc này đang là Tổng đốc Quảng Nam cùng con trai là Ngô Đình Huân đã mất mạng vào khoảng năm 1945. Lúc này Nhật bị đồng minh đánh nên công việc thủy lợi của ông Paul Ngọc lại bị dở dang một lần nữa. Mọi việc đình đốn, các kênh dẫn thủy nhờ thời gian yên ắng đã được đất bồi lại, coi như long mạch được hàn gắn một cách tự nhiên. Lúc này ông Ngô Đình Nhu được bổ nhiệm làm giám đốc nhà lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc, sắc lệnh bổ nhiệm được Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Giáo dục Chính phủ lâm thời Vũ Đình Hòe ký vào ngày 8 tháng 9 năm 1945. Tuy nhiên ông Nhu từ chối. Năm 1951, Ngô Đình Diệm sang Mỹ chuẩn bị những mục tiêu chính trị riêng. Kỳ động mả lần thứ 3 là năm 1961. Hợp tác xã Đại Phong xây dựng lá cờ đầu nông nghiệp, khai hoang bến tiến, đào kênh dẫn thủy, đào hầm hào ở chân đồi An Mã. Việc hành quyết ông Diệm ông Nhu thì ai cũng rõ. Ngô Đình Cẩn đang ở Huế, nghe tin anh bị đảo chính tá túc vào nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ngày 2 tháng 11 năm 63, nhưng không thoát. Tới ngày 16 tháng 4 năm 64 bị xử bắn. Ông Ngô Đình Luyện thoát vì đang ở London. Ông Ngô Đình Thục phải lưu vong. Sau đó, ông đã vi phạm việc tấn phong giám mục bất hợp thức, được giải vạ vào năm 1984, trước khi mất vài tháng. Các phần mộ của gia đình họ Ngô ở Sài Gòn cũng không được yên, phải di rời tới nơi mới như hiện nay. Nhìn chung là chế độ gia đình trị và công giáo trị của nhà họ Ngô đã bị nhân dân miền Nam quẳng vào hố rác lịch sử từ năm 1963. Từ lăng kính văn hóa dân tộc, dòng họ Ngô Đình còn bị luật nhân quả báo ứng. Họ Ngô có 4 gian hùng: Diệm ngu, Nhu ác, Cẩn khùng, Thục điên. Đây là câu vè tại miền Trung vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Câu vè đó mô tả nhân cách của 4 người đàn ông dòng họ Ngô Đình đã từng một thời là cấp lãnh đạo chóp bu của miền Nam Việt Nam với Ngô Tổng thống. Diệm được Mỹ bồng về làm Tổng thống bằng một cuộc bầu cử gian lận vào năm 1955 để biến miền Nam thành tiền đồn chống cộng cho tài phiệt Mỹ và để làm công cụ cho đế quốc Vatican mở mang nước Chúa. 4 bà mụ Mỹ đã nuôi và bồng Diệm về Việt Nam là Hồng Y Spellman, Ngoại trưởng Dulles, Thượng nghị sĩ Manfred và Trùm tình báo Lansdale. Không có họ đỡ đầu và giúp đỡ, Diệm đã chỉ là một anh chính khách salon, bao năm từ lê góc nơi quê người, như câu đầu của bài hát Suy tôn Ngô Tổng thống mô tả mà thôi.
Chính nhờ họ mà kinh viện, quân viện và cố vấn Mỹ đổ ào ạt vào miền Nam, giúp chế độ ông Diệm đạt được một số thành quả kinh tế xã hội trong vài năm đầu tiên. Tuy nhiên, đến cuối năm 1959, Ngô Đình Diệm bắt đầu thiết lập chế độ độc tài với ba gọng kìm: gia đình chị, công giáo chị và công an chị. Và đến năm 1960 thì Diệm bắt đầu trở thành bù nhìn để cho ông bà Nhu thao túng quyền lực quốc gia. Vì vậy mà trong 8 năm bạo trị, quân dân miền Nam đã nổi lên chống đối kịch liệt, hầu như mỗi năm một lần. Tiêu biểu là vụ thảm sát Quốc dân Đảng tại chiến khu Ba Lòng 1955, vụ mưu sát Ban Mê Thuột 1957, vụ tuyên ngôn Caravel 1960, vụ binh biến của binh chủng nhảy dù 1960, vụ ném bom Dinh Độc Lập 1962, vụ tự vẫn của Văn Hào Nhất Linh 1963, vụ đàn áp Phật giáo 1963. Đó là chưa kể, đông đảo nhân dân miền Nam vì bất mãn với chế độ Diệm nên đã theo ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam chống lại chính quyền.